Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Một lần nữa thì tôi xin thân ái gửi lời chào mừng đến hết thảy quý con cái Chúa đã đến với chương trình học Kinh Thánh trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa! Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề, đó là cuộc chiến thuộc linh. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào trong lời Chúa buổi sáng hôm nay, tôi cũng nhìn thấy được trong tháng 10 này, đó là một cái tháng rất là đặc biệt đối với các hội thánh Chúa ở tại Hoa Kỳ. Bởi vì như một số con cái Chúa tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết rằng tháng 10 đó là tháng trân quý các mục sư. Tiếng Anh họ gọi cái tháng này đó là Pastor Appreciation Month. Pastor Appreciation Month tức là tháng biết ơn và trân quý công khó của các mục sư. Chúng ta biết rằng là người Mỹ thì họ có một cái truyền thống biết ơn đối với, trước hết là đối với Chúa, và thứ hai là đối với những tôi tớ của Chúa. Và chúng ta biết rằng là ở tại Hoa Kỳ thì cứ mỗi tháng 10 thì họ dành cái tháng đó để bày tỏ sự trân quý biết ơn đối với những mục sư, những người hầu việc Chúa trong các hội thánh. Và đến tháng 11 thì họ sẽ có một cái ngày lễ đặc biệt, đó là ngày lễ tạ ơn, để bày tỏ sự biết ơn và trân quý đối với những ơn điển phước hạnh mà Chúa ban cho họ trong suốt một năm. Và lễ đó được gọi là lễ Thanksgiving, được tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm. Và trong tháng 10 này thì đó là tháng bắt đầu sự biết ơn Chúa và biết ơn những tôi tớ Chúa ở trong tấm lòng của những con cái Chúa và người dân Hoa Kỳ. Và tôi thấy rằng cuộc đời của chính mình rất là được phước bởi vì nhận được ơn phước của Chúa trong suốt một năm vừa qua. Có thể chúng ta không nhìn thấy được những cái phước hạnh quý báu mà Chúa ban cho mình một cái cụ thể. Nhưng mà đôi khi Chúa ngài dùng một ai đó để nhắc chúng ta nhớ về những gì mình đang có. Có thể mình xem đó là những cái điều rất là nhỏ nhặt, nhưng mà đối với một số người thì đó là một cái phước hạnh rất là lớn. Công việc vất vả của bạn là ước mơ của nhiều người đang thất nghiệp. Đứa con nghịch ngợm của bạn có thể là niềm khao khát của những người không có con. Ngôi nhà nhỏ của bạn là ước mơ của những người vô gia cư. Số tiền ít ỏi của bạn là điều mà những người đang nợ nần mong muốn. Sức khỏe chưa tốt của bạn có thể là niềm ao ước của những người bệnh nhân đang mắc bệnh nan y. Sự bình yên và giấc ngủ ngon cùng với bữa ăn đầy đủ của bạn là giấc mơ của những người sống trong vùng chiến tranh. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ ra thế nào. Đôi khi chúng ta dễ quên đi những điều giản dị nhưng quý giá đang hiện diện xung quanh chúng ta. Công việc vất vả, những lúc mệt mỏi hay khó khăn tài chính, tất cả đều có giá trị và ý nghĩa của riêng nó. Chúng ta thường so sánh mình với người khác và mong muốn nhiều hơn, nhưng mà lại quên rằng những gì mình đang có lại có thể là ước mơ của rất là nhiều người. Timôthê nhất đoạn 6 câu 6 chép rằng sự tinh kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Trong buổi sáng hôm nay khi mà hội thánh của chúng tôi đón tiếp một tôi tớ Chúa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để tham dự đại hội và có ghé đến hội thánh của tôi để mà chia sẻ lời của Chúa, thì người tôi tớ Chúa này đã nói với tôi và cả gia đình của tôi rằng là tôi nhìn thấy một sự tuấn rất là được phước bởi vì Chúa ban cho cuộc sống được đầy đủ ở tại Hoa Kỳ này. Và khi mà tôi tớ Chúa này nói với tôi những lời đó, tôi ngay lập tức được tỉnh ngộ và được bừng tỉnh ở trong tâm linh của tôi, bởi vì trước đó thì tôi nhìn thấy cuộc sống của tôi rất là vất vả, từ công ăn việc làm cho đến sức khỏe tôi nhìn thấy mình chịu áp lực rất là nhiều và có nhiều cái điều mà mình phải suy nghĩ và toan tính trong cuộc sống hàng ngày. Và trước đây thì tôi không nhìn thấy được cái cuộc sống của mình ở tại Hoa Kỳ này khi mà mới định cư tại đây nó được phước thế nào. Nhưng mà cho đến khi Chúa ngài cho cái người tôi tới Chúa đó từ Việt Nam sang đến đây và nói với tôi những lời đó, và tôi thấy rằng là thật sự mình là người được phước khi mà Chúa đem mình và gia đình của mình đến tại Hoa Kỳ này. Đôi khi quý bà chị em ơi, chúng ta không nhìn thấy được ở đằng sau lưng của chúng ta. Chúng ta không thể thấy được những cái gì mà Chúa đặt để ở phía sau gáy của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy ở trước mắt mình không có gì hết, chỉ là bàn tay trắng. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi luôn. Đôi khi phước hạnh và sự thương xót của Chúa nằm phía sau chúng ta đó quý vị. Chúng ta nhìn phía trước mà chúng ta không thấy gì hết. Chúng ta có thể thấy là đồng vắng mênh mông, nhưng mà đằng sau chúng ta lại là phước hạnh và sự thương xót của Chúa.
và Chúa dùng ai đó, họ đứng ở phía sau chúng ta hoặc là họ nhìn thấy phía sau chúng ta, họ nói với chúng ta rằng chúng ta là người được phước. Thưa quý mài chị em, và tôi đã bừng tỉnh. Tôi cảm ơn Chúa và từ sáng cho đến giờ tôi suy nghĩ về điều này. Và tôi nói với vợ tôi rằng là em ơi, tháng 10 này là tháng trân quý các mục sư. Anh có một cái sự cưu mang ở trong lòng của anh đối với những mục sư đang sống rất là nghèo khổ, khó khăn, đang hầu vị Chúa ở tại Việt Nam. Và tôi cũng nhớ đến một cái câu chuyện mà tôi vô tình tôi nghe được từ một người nhân sự trong hội thánh của tôi trước đây đã lâu lắm rồi. Nói với tôi rằng là người này đã nghe được một mục sư người sắc tộc ở trên miền cao nói rằng là mà tôi ước ao rằng là tôi sẽ có một bộ áo vest để mà bận khi mà tôi giảng lời Chúa. Bởi vì cái người mục sư đó rất là nghèo và sống ở một cái vùng núi xa xôi, hẻo lánh. Và cái người mục sư này ao ước rằng là ông chỉ cần có bộ áo vest để bận mỗi khi mà ông giảng lời Chúa thôi. Và ngay lập tức cái người nhân sự trong thánh của tôi nói với người mục sư đó rằng là và cái câu chuyện đó tôi nhớ lại ở trong ngày hôm nay, tôi nhớ lại trong thời điểm này. Và Chúa đặt để trong lòng của tôi cùng với vợ của tôi rằng chúng tôi sẽ trích số tiền ở trong tài khoản của chúng tôi để mua tặng cho 3 vị mục sư ở những cái vùng núi khó khăn, có thể là người đồng bào miền núi đang áo ước có bộ áo vest. Và nếu quý vị là những người mục sư, những người tôi ưu tiên cho những người mục sư đang khao khát có một bộ áo vest, thì xin hãy để lại bình luận ở phía dưới video này về tên, về họ tên, ngày tháng năm sinh, tên hội thánh quý vị đang phục vụ, cùng với địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ và chúng tôi sẽ gửi tặng đến cho quý vị một bộ vest. Và quý vị đừng có quên gửi cho chúng tôi biết về chiều cao cùng với cân nặng và size áo của quý vị để có thể bận vừa với cái size của quý vị. Tôi ưu tiên cho những mục sư ở miền cao bởi vì đây là điều mà Chúa đặt để trong lòng của vợ chồng chúng tôi. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ có cái giới hạn đó là chỉ là 3 bộ áo vest. Và chúng tôi ước ao rằng sau này nếu Chúa ban phước chúng tôi nhiều hơn, chúng tôi sẽ sẵn sàng để chia sẻ thêm cho những mục sư ai chúng ta đang khó khăn về quần áo vest hoặc là những cái điều khác, thì chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện trong đời Chúa. Và nếu mà Chúa Ngài đặt để trong lòng của tôi để cảm động dâng hiến cho quý vị thì điều đó là đến từ Chúa. Còn hiện tại thì tôi sẽ ưu tiên cho 3 người mục sư, 3 vị nào comment ở dưới video này nhanh nhất và sớm nhất thì tôi sẽ ưu tiên cho 3 vị đó. Tùy theo cái thời gian mà tôi nhìn thấy quý vị để lại bình luận hoặc là quý vị có thể nhắn tin riêng cho tôi thì tôi sẽ liên hệ với quý vị và sẽ nhờ người để ship tận nơi cho quý vị bộ áo vest đó. Dạ, đó là cái tấm lòng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Bởi vì hiện tại thì cuộc sống của chúng tôi ở tại Hoa Kỳ này chưa đầy 1 năm thì cũng rất là nhiều khó khăn vất vả. Nhưng mà tôi không đợi cho đến khi mà tôi trở nên giàu có $1,000,000 rồi thì tôi mới bắt đầu tôi dâng hiến và chia sẻ cho những người xung quanh mình. Nhưng mà tôi biết rằng khi tôi trung tín ở trong việc nhỏ thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi những việc lớn hơn. Và tôi chỉ làm điều này ở trong sự yêu thương của Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho quý vị và ban phước cho những mục sư, những người tôi tới Chúa, đang hầu vị Chúa ở tại Việt Nam, đang gặp phải rất là nhiều cái sự khó khăn về kinh tế, tài chánh và nhiều điều khác. Tôi cũng là một trong số đó. Trước đây tôi và gia đình của tôi sống ở dưới mức nghèo khổ bởi vì chúng tôi hầu vị Chúa không lương và tình nguyện hoàn toàn. Và chúng tôi đã biết được cái nỗi khổ và gian truân của một người hầu vị Chúa tại Việt Nam nó khó khăn như thế nào. Cho nên tôi được Chúa đem qua tại xứ sở đường sữa mật này thì chúng tôi ao ước được chia sẻ những gì mà mình được Chúa ban phước để giúp đỡ và khích lệ cho những người tôi tới Chúa đang hầu vị Chúa ở những vùng sâu vùng xa. Dạ, đó là phần mà tôi muốn chia sẻ trong phần đầu tiên này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lời của Chúa ở trong chương trình hôm nay. Thưa quý mài chị em, sứ điệp chủ đề mà chúng ta học ngày hôm nay đó chính là cuộc chiến thuộc linh. Thưa quý mài chị em, mỗi người thuộc về Chúa đều đang sống ở trong một cuộc chiến liên tục với kẻ thù nguy hiểm. Và kẻ thù đó không phải là những người xung quanh mà chúng ta
thấy được như hàng xóm của chúng ta hoặc là cái người mà ghen ghét chúng ta ở trong công ty, trong sở làm. Người kẻ thù của chúng ta cũng không phải là người vợ, người chồng khó tính sống chung với chúng ta mỗi ngày, hoặc là người đó là đứa con ngỗ nghịch của chúng ta. Thưa quý mài chị em, kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là con người, nhưng mà kẻ thù thật sự của chúng ta đó chính là ma quỷ. Chúa Giêsu đã nói thế này ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10 rằng: kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiến được sự sống và được sự sống dư dật. Cái từ kẻ trộm ở đây Chúa Giêsu đang ám chỉ về ma quỷ. Nó là kẻ đã trộm đi, nó đã cướp đi những cái điều tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Còn Chúa Giêsu ngày đến để cho chúng ta là chiên của Ngài được có sự sống đời đời, và sự sống đời đời đó sẽ khiến cho chúng ta được sung mãn, được dư dật ở trong thân thể, trong linh hồn của chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ đã nói thế này ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 rằng: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cảm ơn Chúa một lần nữa thì lời của Chúa cho chúng ta thấy được kẻ thù nghịch thật sự của chúng ta là ai. Kẻ thù nghịch của chúng ta thật sự ở đây sứ đồ Phi-rơ ông nói rõ ràng với chúng ta, đó chính là ma quỷ. Như vậy thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng cái sự thiếu tiết độ và thiếu tỉnh thức tâm linh của con người để tấn công và nuốt chửng những người mà nó có thể nuốt được. Vậy thì ma quỷ nó có thể sử dụng những con người thuộc về nó để tấn công, nói xấu, bắt bớ, làm áp lực ở trên đời sống của chúng ta, hoặc là cản trở công ăn việc làm của chúng ta, hoặc là nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể, gây ra bệnh tật ở trong đời sống của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải khôn ngoan để nhận biết rằng kẻ thù của chúng ta thực sự đó chính là ma quỷ. Nó không phải là con người xung quanh mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được. Giăng nhất đoạn 5 câu 19, sứ đồ Giăng đã nói thế này: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Quý mài chị em thấy không? Lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là những người tin Chúa Giêsu đó, những người đó biết rõ rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời. Còn những người không tin Chúa ở trong thế gian này đều phải phục ở dưới quyền của ma quỷ. Cho nên dù muốn dù không, thì con người khi chúng ta sinh ra trong thế gian này thì chúng ta đang ở trong một cuộc chiến. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến. Dù chúng ta ở bất cứ đạo nào, tôn giáo nào đi chăng nữa, thì chúng ta đang phải ở dưới cái sự cai trị của Satan. Và nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta đứng cùng phía với Chúa để chống nghịch lại với thế lực của ma quỷ, những tà linh gian ác đang gây ra những sự đau khổ, bất hạnh, những bệnh tật, những đói kém, những loạn lạc, những chiến tranh ở trong thế gian này, thì chúng ta sẽ chiến thắng được những cái sự đau khổ mà ma quỷ gây ra. Thưa quý mài chị em, chúng ta cần phải tin Chúa và chúng ta cần phải đứng cùng phía với Chúa để chúng ta có thể chiến thắng được những cái áp lực mà ma quỷ gây ra cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có những người họ nhờ theo cái chủ nghĩa thế tục, hoặc là những người theo thuyết duy vật, họ không tin vào trong thế giới thần linh. Họ chỉ tin vào trong những gì mắt họ thấy được, trong ngũ quan mà cơ thể họ cảm nhận được, và họ không tin có ma quỷ. Nhưng mà lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là ma quỷ nó chính là chúa đời này. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 4 chép rằng là: cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Lời của sứ đồ Phao-lô khẳng định với chúng ta rằng là chúa đời này chính là ma quỷ đã làm mù lòng của nhiều người để họ không nhìn thấy cái sự vinh hiển, cái sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên cõi vũ trụ này. Cho nên ngày hôm nay nhiều người họ không tin vào Chúa, không tin vào ma quỷ là bởi vì có họ đang sống ở trong sự mù loà tâm linh. Dẫu mắt họ có đó nhưng mà họ không nhìn thấy được Chúa. Tai họ có đó nhưng mà họ không thể nghe được lời của Ngài. Họ không thể nào có thể cảm nhận được Chúa qua cái thân thể vật lý của họ được. Chỉ có đức tin. Chỉ có đức tin mà thôi quý mài chị em, người ta mới có thể rờ chạm đến được với Chúa. Và họ được sống lại trong cái phần tâm linh để có thể nhìn thấy được Chúa, để có thể cảm nhận được Chúa, để có thể rờ chạm được đến với Chúa và quyền năng của Ngài mà thôi. Cho nên sự hành động của ma quỷ nó rất là quan trọng ở trong sự hiểu biết của chúng ta. Nếu chúng ta là người tin Chúa mà chúng ta mù mờ về cái sự hoạt động của Satan, hoặc là chúng ta không có rõ về những cái điều trong thế giới thuộc linh, những cái điều trong thế giới vô hình
mà ma quỷ nó đang kiểm soát, đang hành động đó quý vị, thì chúng ta sẽ trở nên rất là yếu đuối và chúng ta sẽ không có khả năng để mà chúng ta chống cự lại với ma quỷ một cách chiến thắng được. Trước đây khi mà tôi còn là một đứa trẻ thiếu niên, tôi cũng tin Chúa và đi nhà thờ cùng với cha mẹ của mình. Nhưng mà lúc đó bởi vì tôi chưa học Kinh Thánh nhiều, cho nên tôi có cái suy nghĩ cho rằng là mình đừng bao giờ mình nói động đến ma quỷ, hoặc là đừng bao giờ xúc phạm đến ma quỷ, đừng bao giờ mình cố gắng đuổi quỷ. Tại vì công việc đó là công việc của Chúa, công việc đó là công việc của một ai đó, họ có một cái năng lực siêu nhiên mà Chúa ban cho họ. Chứ còn bản thân mình thì mình cứ phớt lờ ma quỷ đi, nó làm cái gì mặc kệ nó, mình cứ im lặng, mình cứ né tránh nó đi là mình sẽ được bình an. Đó là cái suy nghĩ đơn sơ của tôi khi mà tôi còn bé. Nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là trong suốt thời gian mà tôi lờ ma quỷ đi như vậy thì đời sống tâm linh của tôi rất yếu đuối. Tôi không có đủ sức để kháng cự trước những cái tội lỗi mà ma quỷ đem đến. Tôi không có khả năng để tôi chiến thắng được cái nỗi sợ hãi ở trong lòng của tôi. Mỗi khi tôi ngủ trong bóng tối, tôi cảm thấy run sợ bởi vì tôi cảm thấy có một cái thế lực nào đó nó đang đe dọa mình mà mình không biết phải phản kháng lại làm sao. Rồi tôi cũng thấy có những cái bệnh tật nó tấn công vào trong cơ thể của tôi và làm cho tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Và tôi sau này khi mà tôi lớn lên, tôi học biết lời của Chúa và tôi nhìn biết rằng là quả thật mình đã rất là ngu dại khi mà mình đã phớt lờ ma quỷ và những công việc của nó đang hành động chung quanh mình và tấn công trực tiếp đến mình mà mình lại không biết gì về nó. Mình cố tình mình lờ nó đi, cứ nghĩ rằng là khi mình lờ nó đi như vậy thì nó sẽ để yên cho mình sống. Nhưng lời của Chúa nói với chúng ta rằng là ma quỷ nó không bao giờ nó hiền lành tử tế để chúng ta sống bình an với Chúa đâu. Nó sẽ luôn tìm cách để khiêu chiến với chúng ta, nó sẽ luôn tìm cách để mà nó tấn công khều chọt chúng ta. Và nếu chúng ta quá ngây thơ với chúng thì chúng ta sẽ dễ trở thành một cái con mồi, một cái miếng mồi ngon cho ma quỷ. Mà mình cứ hỏi Chúa ơi, tại sao có Chúa ở trong con mà con lại khốn khổ thế này? Quý mà chị em ơi, chúng ta cần phải có sự khôn ngoan qua lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ như là ánh sáng để khai sáng tâm trí và tâm linh của chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta có một kẻ thù ở trong thế gian này. Và kẻ thù đó, nó không phải chỉ tấn công con cái Chúa, những người tin Chúa mà thôi, nhưng mà nó cũng tấn công luôn cả những người không tin Chúa khác nữa, quý mà chị em. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay đang đau khổ trong chiến tranh, đói kém, bệnh tật, rồi nhiều cái sự đau khổ khác xảy ra ở trong nhiều gia đình của nhiều người. Hôn nhân đổ vỡ, con cái hư hỏng hoang đàn, rồi nhiều cái chuyện đau lòng xảy ra trong những gia đình khác nhau, quý mạng chèo. Tất cả những điều đó có thể nó từ lỗi lầm của con người gây ra, nhưng chúng ta cũng biết rằng những cái đau khổ đó cũng có những cái dấu vân tay của kẻ thù chúng ta là ma quỷ nó để lại ở trong những cái sự đổ vỡ đó. Do đó là cơ đốc nhân chúng ta có một hy vọng ở trong ơn của Chúa, đó là chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài chính là đấng sẽ giúp đỡ chúng ta chiến thắng được trong những cuộc chiến mà ma quỷ nó gây ra trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta có hy vọng hơn là những người không có Chúa khác, họ phải sống vất vả, lao khổ và buồn thảm ở trong một cái thế giới tối tăm và không có hy vọng. Chúng ta có Chúa Giêsu là đấng quyền năng giúp đỡ cho sức khỏe của chúng ta, giúp đỡ cho hôn nhân của chúng ta, giúp đỡ cho công ăn việc làm của chúng ta, giúp đỡ cho tương lai của chúng ta được phước và được thành công ở trong ơn của Chúa. Như một số người chúng ta biết rằng là trên tờ $1 của Hoa Kỳ thì luôn có một cái tiêu ngữ nhỏ ở phía ngay trên góc của cái tờ tiền đó, đó là In God We Trust. Khi tôi tìm hiểu về lịch sử của cái tiêu ngữ này thì tôi rất là bất ngờ, bởi vì nhờ cái tiêu ngữ này mà nhiều người dân Hoa Kỳ ở trong thời nội chiến của Hoa Kỳ vào năm 1866 trước đây, nó đã giúp cho người dân Hoa Kỳ đã được vực dậy tinh thần ở trong cái cuộc chiến khốc liệt đó để bảo vệ tổ quốc và khiến cho Liên bang Hoa Kỳ vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Theo thông tin từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, thì mục sư Watkinson cho rằng khi cuộc chiến Nam Bắc trở nên khốc liệt hơn, đại bộ phận người dân miền Bắc cảm thấy rằng họ cần phải được tiếp sức niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Niềm tin của họ theo mục sư Watkinson đó chính là God. God ở đây được hiểu đó là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Nhiều người Mỹ tin rằng
Đức Chúa Trời đã bảo vệ nước Mỹ từ những năm đầu lập quốc. Nhờ vậy, cho dù đã từng trải qua nhiều cuộc chiến ác liệt, thì Liên bang Hoa Kỳ, The Union, vẫn tồn tại. Và theo mục sư Watkinson, niềm tin của các binh sĩ trong cuộc chiến Anh-Mỹ cũng chính là niềm tin của người miền Bắc trong thời kỳ nội chiến, rằng Chúa đứng về phía họ như đã từng đứng về phía cha ông họ trong những cuộc chiến trước đây và sẽ giúp họ chiến đấu bảo vệ một nước Mỹ toàn vẹn. Đến tháng 3 năm 1865, khi nội chiến sắp kết thúc, Quốc hội Mỹ tiếp tục ban hành một đạo luật nữa, cho phép tiêu ngữ In God We Trust này được khắc trên tất cả các đồng tiền kim loại. Ngay sau khi nội chiến chấm dứt, từ năm 1866 trở đi, tiêu ngữ này đã bắt đầu xuất hiện trên các đồng xu ở Hoa Kỳ. Tạ ơn Chúa, một nước Mỹ hùng cường và hùng mạnh như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy. Họ được phước đó là bởi vì cớ người dân tại Hoa Kỳ họ đã chọn đứng cùng phía với Đức Chúa Trời. Họ đã thể hiện đức tin của họ trên những cái tờ tiền của họ, In God We Trust. Và tôi tin rằng là họ đã nhờ cậy Đức Chúa Trời ở trong cái cuộc chiến tâm linh. Chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái sự bày tỏ niềm tin về tôn giáo mà thôi. Nhưng mà tôi tin rằng là mục sư Watkinson, ông đã nhìn thấy được ở trong thuộc linh, nó có một cái thế lực của ma quỷ, nó chèn ép và muốn khiến cho Hoa Kỳ thời bấy giờ sẽ bị gãy đổ và sụp đổ. Nhưng tạ ơn Chúa, mục sư Watkinson và nhiều người khác đã có một sự lựa chọn khôn ngoan, đó là để Đức Chúa Trời ở trên đồng tiền của Hoa Kỳ, và họ đã thể hiện niềm tin với Đức Chúa Trời và Chúa giúp đỡ họ chiến thắng được kẻ thù của họ. Và thậm chí là có những kẻ thù rất là mạnh của Hoa Kỳ thời bấy giờ, đó là Liên Xô. Thì sau đó đến những năm 1990 thì Liên Xô cũng đã bị sụp đổ trước một Hoa Kỳ hùng mạnh. Điều đó không phải đến từ sức mạnh của quân sự hoặc là của chính trị, nhưng mà nó đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì bất cứ ai tin cậy Chúa, người đó sẽ là người chiến thắng. Trong cuộc sống thực tế thì cuộc chiến thuộc linh không chỉ diễn ra trong thế giới hữu hình mà còn thể hiện qua những tình huống hàng ngày của thế giới hữu hình mà con người chúng ta phải đối mặt. Sau đây đó là một số ví dụ về những cái điều mà cuộc chiến thuộc linh trong đời sống hiện tại được bày tỏ ra. Thứ nhất, đó là sự cám dỗ về đạo đức và lối sống. Nhiều người phải đối mặt với sự cám dỗ về gian dối, lừa gạt hoặc là tham lam vì lợi ích cá nhân. Ví dụ trong công việc có người bị cám dỗ để nói dối hoặc gian lận để đạt được lợi ích nào đó hoặc để thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Đây là một cái cuộc chiến thuộc linh giữa lòng trung thực và cái sự lừa dối. Rồi trong các mối quan hệ gia đình thì sự không trung thủy hay là tình trạng đổ vỡ hôn nhân cũng là một dạng cám dỗ lớn mà nhiều người đang phải gặp phải. Sự đấu tranh giữa việc giữ lòng trung thủy và sự cám dỗ từ các mối quan hệ bên ngoài là một phần của cuộc chiến tâm linh. Chúng ta thấy rằng là trong xã hội Việt Nam thì trong những ngày này, cái sự đổ vỡ hôn nhân hoặc là cái tỷ lệ ly dị ở trong các cuộc hôn nhân ngày càng gia tăng, từ bên ngoài xã hội cho đến ngay cả trong những người tin Chúa thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ này nó cũng gia tăng. Tại vì chúng ta biết rằng là càng đến ngày cuối cùng, càng đến ngày tận thế đó quý vị, thì cái sự hành động của ma quỷ nó sẽ càng ngày càng gia tăng ở trên thế gian này. Và nếu con cái Chúa chúng ta không đứng vững vàng trên lẽ thật của Chúa, chúng ta không mặc lấy tất cả những khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời để chúng ta chống cự lại với những công việc của ma quỷ, thì ma quỷ nó cũng không bỏ qua chúng ta đâu quý mà chị. Nó có thể tấn công những ngay cả những người đã được chọn của Chúa. Rồi thứ hai, cuộc chiến thuộc linh cũng có thể thể hiện ở trong sự đấu tranh với nỗi sợ hãi và lo lắng. Lo âu, sợ hãi về tương lai, công việc, gia đình và sức khỏe là một cuộc chiến tinh thần lớn mà nhiều người đang phải trải qua. Những cảm xúc này sẽ làm cho con người mất đi sự bình an, niềm tin vào Chúa và xa rời đời sống cầu nguyện. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không nên quá lo lắng mà hãy tin cậy Chúa. Chúa Ngài đã nói thế này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rằng: "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa." Việc mà chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, điều đó là một điều hoàn toàn tốt, không có gì là xấu cả. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi chạy theo những cái cơm áo gạo tiền của đời này mà chúng ta quên mất đi sự tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta quên mất đi sự thờ phượng, quên mất đi đời sống tinh kính và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, thì điều đó nó sẽ dễ lắm, nó sẽ kéo tâm linh của chúng ta rời xa khỏi Chúa. Và khi chúng ta rời xa khỏi Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng trở nên con mồi cho ma quỷ. Bởi vì khi chúng ta rời xa khỏi Chúa thì chúng ta sẽ cảm thấy mình rất yếu đuối.
giống như là một cái con bún vậy đó quý mài cha. Mình không có đủ năng lực, không có đủ sức mạnh, không có đủ niềm tin nơi Chúa để chúng ta có thể chiến thắng được những cái cám dỗ và thử thách mà ma quỷ đem đến. Cho nên chúng ta cần phải gạt bỏ cái nỗi sợ hãi về việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúng ta đừng quá lo lắng về đời này quý mài cha. Chúng ta cứ hết lòng yêu mến Chúa, giữ đời sống đức tin, tin cậy Chúa. Rồi những cái điều khác Chúa sẽ ban cho chúng ta quý mài cha. Tôi nhìn thấy ở trong chính đời sống cá nhân của tôi khi mới qua Mỹ này, bản thân tôi khi mà đối diện thực tế cuộc sống ở đây, tôi thấy rằng là mình cần có Chúa giúp đỡ rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình mới bước chân qua Mỹ này để mà định cư cùng với gia đình của mình, thì tôi thấy cuộc sống ở bên đây tốc độ họ sống rất là nhanh. Cuộc sống công nghiệp mà, mình cảm thấy mình chạy theo không kịp với cái nhịp độ cuộc sống ở bên đây. Giống như là một cái cầu thủ đá banh khi mới vừa được thay vào trong sân, thì mình có thể cầu thủ đó sẽ cố gắng để theo kịp với nhịp độ trận đấu, nhưng mà vì một lý do nào đó người đó không thể theo kịp được với nhịp độ trận đấu và có thể cảm thấy bị đuối sức, cảm thấy bị hụt hơi bởi vì mình không thể bắt kịp được với nhịp độ trận đấu. Thì cũng vậy, những người mới di cư qua Mỹ này, 100 người thì hết 99 người đều cảm thấy mình bị áp lực, bị căng thẳng, bị mệt mỏi. Và đôi khi có một số người cảm thấy gục ngã bởi vì họ không đủ sức về tinh thần lẫn thể xác để có thể bắt kịp với nhịp độ sống và làm việc ở tại nước Mỹ này. Cho nên chúng ta rất là cần có Chúa hỗ trợ, giúp đỡ chúng ta ở trong hành trình mới. Không phải rằng là chúng ta mình qua Mỹ này mình có nhiều tiền, mình có của cải nhiều là mình có thể sống ổn ở bên đây đâu quý mài chen. Tại vì cái khó khăn lớn nhất của một người mới qua Mỹ đó chính là ngôn ngữ, thứ hai đó là văn hóa, và thứ ba đó là những cái sự gọi là communication, những cái sự liên hệ giữa chúng ta với những người xung quanh. Rồi trong cái sự giao tiếp hàng ngày, chúng ta cảm thấy rất là khác biệt. Cuộc sống ở bên đây nó khác hoàn toàn so với ở Việt Nam. Nếu một người ở một cái tỉnh nào đó di cư đến Sài Gòn để lập nghiệp, thì cái người đó có thể cảm thấy thời gian đầu mình ở trong cái cuộc sống mới, nhưng mà nó cũng không phải là quá ư là xa lạ. Có thể là một cảnh hai quê đó, nhưng mà dù sao thì nó chỉ là một cảnh thôi. Còn đối với những người mà Việt Nam mà qua bên Mỹ này, sống xa quê hương, nhưng mà chúng ta thấy nó dường như là hai cảnh, tức là cái cảnh ở Mỹ với cảnh ở Việt Nam nó hoàn toàn khác nhau. Người ta đi lại rồi sống nó cũng khác so với Việt Nam nữa. Cho nên những người di cư từ Việt Nam sang Mỹ này định cư thì có thể nói rằng là họ là những người hai cảnh hai quê. Và nếu chúng ta không có Chúa thì chúng ta dễ lắm sẽ rơi vào trong cái nỗi sợ hãi và lo lắng bất an cho công ăn việc làm, cho tương lai của chúng ta. Do đó quý mài trẻ ơi, chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa, đừng để cho những cái điều đó nó đè bẹp chúng ta, nhưng mà hãy nhờ cậy nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, in God we trust, trong Chúa con tin cậy nơi Ngài. Có những người tôi thấy rằng là khi mà họ chưa có gì trong tay đó, họ khổ quá, họ chạy đến với Chúa, họ nói là in God we trust, nhưng mà đến khi mà có tiền đầy túi rồi, đô la đầy túi rồi, thì họ nói rằng là I trust nothing, tôi không có tin bất cứ thần nào hết, tôi không tin đấng nào hết. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta không trở nên những người như vậy. Rồi, cuộc chiến thuộc linh thể hiện ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta qua cái sự nghi ngờ và mất đức tin. Khi con người gặp khó khăn hoặc là đối diện với bi kịch nào đó, họ bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ví dụ như khi đối mặt với sự mất mát, bệnh tật hoặc là thất bại, một số người có thể cảm thấy Chúa không còn bên cạnh mình nữa và họ phải đấu tranh để giữ vững đức tin. Thứ tư, cuộc chiến với nghiện ngập. Nhiều người phải đối diện và chiến đấu với những cái sự nghiện ngập như là rượu chè, cờ bạc, ma túy, thậm chí là nghiện công nghệ. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự nghiện công nghệ rất là nhiều. Đôi khi ngay cả tôi cũng phải nhắc nhở chính bản thân mình rằng là mình phải tiết độ trong sự sử dụng điện thoại di động. Bởi vì trong điện thoại di động nó có một cái bức xạ điện từ, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của cái người sử dụng. Nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều và để điện thoại quá gần cơ thể chúng ta, thì đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải có sự tiết độ trong việc sử dụng điện thoại và những cái thiết bị công nghệ khác. Bởi vì trong
những cái công nghệ đó, những cái thiết bị công nghệ đó, nó sẽ khiến chúng ta dễ bị lệ thuộc và trở nên một cái sự nghiện ngập, một cái sự nghiện vào trong những cái công nghệ đó. Cho nên chúng ta cần phải có một sự tiết độ và cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không quá lệ thuộc vào trong những công nghệ, những thiết bị như vậy. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến thuộc linh của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình ít thời gian để mình tương giao với Chúa, ít thời gian để đọc Kinh Thánh, ít thời gian để cầu nguyện với Chúa. Và mình cứ lệ thuộc vào trong những cái công nghệ như vậy. Rồi con người ngày hôm nay cũng đối diện với cuộc chiến về sự thù hận và tha thứ. Đây cũng là một phần ở trong chiến trận thuộc linh. Sự thù hận và oán giận là một cuộc chiến thuộc linh phổ biến ngày hôm nay. Khi con người bị tổn thương hoặc là bị xúc phạm, thì con người dễ dàng rơi vào trong sự oán giận và khó tha thứ cho người khác. Đây là cuộc chiến giữa sự tha thứ với sự oán giận đến từ bản ngã tội lỗi của con người. Chúa Giêsu ngày dạy chúng ta ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21 cho đến 22 rằng chúng ta phải tha thứ cho người khác 70 lần 7. Và nói thì rất là dễ, nhưng mà để thực hành điều này thì chúng ta cần có đức tin và cần có ơn của Chúa để mình có thể thực hiện cái việc này một cách triệt để. Rồi sự cám dỗ về tiền bạc và vật chất của thế gian, nó cũng là một phần ở trong cuộc chiến tâm linh ngày hôm nay. Áp lực từ xã hội để kiếm tiền, theo đuổi sự giàu có và địa vị vật chất cũng là một trong những cuộc chiến thuộc linh lớn trong thế giới hiện đại ngày hôm nay. Con người dễ dàng bị cuốn vào trong những việc làm quá sức để có được nhiều tiền, và có thể họ sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là bỏ bê mối quan hệ với Chúa và với gia đình của mình. Chúa Giêsu cảnh báo rằng không ai làm tôi được hai chủ. Không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời mà là làm tôi ma môn được. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng là tiền bạc nó chỉ là tôi tớ của chúng ta, chứ nó không thể nào là chủ của chúng ta được. Bởi vì một khi tiền bạc nó trở thành chủ của chúng ta thì nó sẽ là một người chủ gian ác vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta để cho tiền bạc nó là đầy tớ để phục vụ cho mọi nhu cầu của chúng ta thì nó sẽ là một người đầy tớ tốt, quý mạng chị em. Rồi cuộc chiến thuộc linh nó cũng được bày tỏ trong cuộc chiến giữa lòng kiêu ngạo với sự khiêm nhường. Kiêu ngạo là một trong những cảm xúc mà con người chúng ta phải liên tục đối phó. Trong công việc, thành công có thể khiến người ta trở nên kiêu căng, tự mãn và xa rời Thiên Chúa, và quên đi rằng mọi thứ đều đến từ ân điển của Chúa. Chúng ta thấy rằng là khi mà mình chưa có gì ở trong tay đó, và chưa ai quan tâm đến mình, và người ta nói xấu, người ta có thể dùng từ là chà đạp mình, thì mình cảm thấy rất là buồn khổ, mình cảm thấy tự ti, thấp kém bản thân. Nhưng mà có một cái sự nguy hiểm hơn cái điều đó nữa, đó chính là khi chúng ta thành công đó quý mà cho em, thì có một cái con thú, một cái con quái vật mà nó có thể giết chúng ta rất là nhanh mà có thể chúng ta không nhìn biết, đó chính là cái sự kiêu ngạo. Khi chúng ta ở dưới đáy, chúng ta chưa có gì hết, chúng ta sống ở trong sự nghèo khổ, chưa thành công, thì điều đó có thể chưa phải là nguy hiểm đâu quý mà cho em. Nhưng khi chúng ta ở trên đỉnh của sự thành công, chúng ta được thịnh vượng, chúng ta ăn nên làm ra, mọi thứ đều được phước hết, thì quý mà cho em ơi, hãy cẩn thận, bởi vì có kẻ thù ở trong thuộc linh, đó chính là sự kiêu ngạo. Nó sẽ dễ xuất hiện và nó sẽ làm cho chúng ta trở nên tự mãn, và có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng là ồ, cái công việc này nếu không có tôi thì sẽ không thể thành công được. Hội thánh này mà không có tôi là không thể được phước và không thể được phục hưng được. Và lúc đó bắt đầu mình nhìn vào trong cái tôi mà chúng ta quên mất đi rằng là nhờ có Chúa mà chúng ta mới có được sự thành công như vậy. Cho nên chúng ta cần phải sống ở trong sự hạ mình, khiêm nhường để Chúa được vinh hiển trên đời sống của chúng ta. Và hãy để cho cái xác thịt của chúng ta bị đóng đinh ở trên thập tự giá với Chúa Giêsu Christ. Như Phaolô đã nói rằng là tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đức Christ để tôi sống, không phải là tôi sống nữa. Do đó có những tôi tớ Chúa và ngay cả tôi cũng vậy, phải thường xuyên kiên ăn cầu nguyện để cho cái xác thịt này nó phải chết đi những cái ước muốn, những cái kiêu ngạo, những cái tự cao ở trong nó, để Chúa được bày tỏ ở trong tâm linh của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Vâng, còn nhiều cái điều khác nữa mà chúng ta có thể thấy rằng là cuộc chiến thuộc linh nó ảnh hưởng trên xã hội con người chúng ta, ở trên gia đình, trên sức khỏe, trên công ăn việc làm của con người chúng ta trong nhiều dạng và nhiều thứ khác nhau. Và trong Kinh Thánh, chúng ta thấy được có nhiều nhân vật cũng đã trải qua những cuộc chiến thuộc linh và đắc thắng những cuộc chiến đó nhờ vào đức tin và sự nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Dưới đây là một số nhân vật tiêu biểu cho những cái điều đó. Thứ nhất, đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ví dụ điển hình
và là lớn nhất của chúng ta về việc chống cự ma quỷ ở trong cái trận chiến thuộc linh. Chúng ta thấy được ở trong Matthew đoạn số 4 từ câu 1 cho đến câu số 11, chúng ta quan sát được cái sự tấn công của ma quỷ đối với Chúa Giêsu. Nó tấn công Chúa Giêsu ở trong ba lĩnh vực của xác thịt, rồi của mắt, rồi của sự kiêu ngạo. Nó tấn công Chúa Giêsu và nó cám dỗ Chúa Giêsu để hóa đá thành bánh. Rồi nó cám dỗ Chúa Giêsu sắp mình xuống dưới chân của nó, thờ lại nó, rồi nó sẽ ban cho Chúa Giêsu sự giàu có ở trong thế gian này. Rồi nó cũng lại cám dỗ Chúa Giêsu nhảy từ trên nóc đền thờ nhảy xuống. Nhưng mà Chúa Giêsu đã khước từ ba điều cám dỗ đó bằng lời của Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu đã chiến thắng được trong cái trận chiến thuộc linh đó là nhờ vào việc sử dụng lời của Chúa để đối phó với ma quỷ. Chúa Giêsu ngài không có đối diện với ma quỷ bằng cái lời của ngài, nhưng mà ngài đã trích dẫn Kinh Thánh. Đây là một trong những cái yếu tố nguyên tắc hết sức quan trọng để cho tôi và chúng ta có thể chiến thắng được trong cuộc chiến thuộc linh, ở trong cá nhân, ở trong gia đình, ở trong hôn nhân, ở trong sức khỏe, trong công ăn việc làm của chúng ta, ở trong những mối quan hệ xung quanh, và cũng như trong tất cả mọi lĩnh vực mà chúng ta đang bị ma quỷ tấn công. Chúng ta hãy công bố lời của Chúa cho những nan đề của mình. Hãy công bố lời của sự chữa lành cho sức khỏe của chúng ta. Hãy công bố lời của sự thành công thịnh vượng trên tài chính của chúng ta. Quý mà chị em ơi, chỉ có lời Chúa mới chiến thắng được cái cuộc chiến đó. Nếu hôn nhân của quý vị đang gặp trục trặc, ma quỷ nó xen vào trong mối quan hệ hai vợ chồng, khiến cho hai vợ chồng không hiểu nhau, xung đột với nhau như chó với mèo, thì quý mà chị em ơi, đừng vội bỏ cuộc, nhưng mà hãy biết rằng có một kẻ thứ ba nó đang đứng ở giữa hai vợ chồng. Nó khiến cho hai người không còn hiểu tiếng nói với nhau nữa. Nó khiến cho người vợ giống như là một người khác, hoặc là người chồng không còn quan tâm đến vợ nữa. Thì chúng ta biết rằng đó chính là cái công việc của ma quỷ. Và hãy công bố lời của Chúa cho hôn nhân của mình. Hãy công bố sự chữa lành của Chúa trên hôn nhân đó. Hãy công bố tình yêu thương của Đức Chúa Trời và huyết của Chúa Jesus Christ cứu chuộc cái hôn nhân đó ra khỏi những cái sự rủa xả. Có thể tổ phụ chúng ta là những người đã từng không hạnh phúc ở trong hôn nhân, và cái sự rủa xả đó nó đang ảnh hưởng trên hôn nhân hiện tại của chúng ta. Thì chúng ta phải công bố huyết của Chúa Jesus Christ để gãy tất cả những sự rủa xả đó trên hôn nhân của chúng ta. Chúng ta hãy công bố huyết của Chúa Jesus Christ chuộc lại hôn nhân của chúng ta ra khỏi những sự rủa xả, và hãy đem đến phước hạnh của Thiên Chúa vào trong hôn nhân đó. Rồi, đó chính là tấm gương của Chúa Jesus. Khi mà ngài đối diện với ma quỷ, ngài đã dùng lời của Đức Chúa Trời để chiến thắng được những cám dỗ. Rồi những bậc thứ hai trong Kinh Thánh chiến thắng được trận chiến thuộc linh đó chính là Gióp. Gióp là một nhân vật đã trải qua một cuộc chiến thuộc linh rất là khốc liệt, khi mà ma quỷ là Satan đã xin phép Đức Chúa Trời thử thách ông bằng cách lấy đi mọi tài sản, con cái và sức khỏe của ông chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ trong vài ngày, ông Gióp từ một người rất là giàu có, một đại gia, một tỷ phú, ở cả Đông Phương đó ai cũng biết Gióp là một người rất là giàu có, được phước nữa, được thành công, thịnh vượng. Nhưng mà chỉ trong một ngày thôi, chỉ trong một giây phút, một tích tắc thôi, thì ông đã mất đi tất cả. Nào là chiên, bò, lừa, lạc đà, rồi của cải có thể đi thay người, nhưng mà đau lòng thay. Những đứa con của ông, 7 đứa con trai và 3 đứa con gái đều bị mất ngay trong cùng một ngày, khi mà một ngọn gió đông thổi từ sa mạc thổi đến và làm cho những cái bức tường của cái tòa nhà mà những đứa con ông đang ở trong đó đang ăn tiệc, thì những cái tường đó nó đè sập và xuống và chết hết 10 người con của gió. Có một người đầy tớ còn sống sót, thì cái người đầy tớ này chạy đến báo với gió về cái tin buồn đó. Gió đã rất là buồn và rất là đau lòng. Rồi sau đó ma quỷ là đem bệnh tật đến, úng nhọt đến, ghé lỡ đến cho Gióp và khiến cho Gióp phải ngồi trong bùi tro để mà lấy cái miếng sành để mà gãi. Thưa quý mà chị em, không ai trong chúng ta đã từng trải qua những cái sự đau lòng và đau khổ như Gióp đã từng trải qua. Tại sao Chúa yêu thương mà Chúa lại để cho Gióp phải ở trong cái hoàn cảnh đó quý mà chị em? Thật sự Chúa không phải là đấng muốn cho con cái loài người chúng ta phải sống trong sự đau khổ và rủa xả đâu. Nhưng mà Chúa ngài muốn test, ngài muốn thử thách đức tin của Gióp thật sự như thế nào. Đôi khi Chúa ngài cho chúng ta trải qua những thử thách để chúng ta được nhìn thấy và biết được mình là ai đối với Chúa. Tôi thấy có những con cái Chúa họ trung tín, siêng năng, đi nhà thờ, họ làm đủ thứ công việc của tôn giáo, nhưng mà thình lình cái việc gì đó
thử thách gì đó nó xảy ra và những người đó, có những người họ đã lui đi. Nhưng mà cũng có những người họ đối diện với thử thách y như vậy đó, nhưng mà họ vẫn đứng vững, họ vẫn còn lại với Chúa và họ tiếp tục, họ phát triển đức tin nơi Chúa Giêsu và tiếp tục bước đi theo Chúa. Tôi nhìn thấy rằng là thử thách, khó khăn, hoạn nạn đôi khi Chúa cho phép nó xảy ra để sàng lọc những ai tin Chúa thật và những ai tin Chúa giả dối, bởi vì những phước hạnh vật chất của đời này mà không chú trọng vào trong những điều thuộc linh ở trên trời. Cho nên quý mài chị em ơi, chúng ta hãy cảm ơn Chúa cho dù có những hoạn nạn, khó khăn, thử thách đó, nhưng mà hãy trung tín đứng cùng phía với Chúa. Hãy nói với Chúa giống như Gióp đã từng nói rằng là nếu Chúa giết tôi vẫn không bao giờ bỏ Chúa, mà tôi sẽ tiếp tục tin cậy Chúa nhiều hơn. Quý mài chị em ơi, hãy vui mừng bước đi với Chúa ngay cả giữa lúc hoạn nạn khó khăn, chứ đừng chỉ đến khi mà mình được giàu có thịnh vượng mình mới cảm ơn Chúa. Nhưng mà ngay cả khi mình chỉ có một cái chén cơm, một chút thức ăn ít ỏi trong cái chén cơm đó, mình ăn với lòng biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa, bao nhiêu đó thôi là cũng đủ phước hạnh lắm rồi quý mài cha. Cho nên chúng ta hãy chịu đựng gian khổ, hãy trung tín, hãy bền lòng, đừng bao giờ từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy ngợi khen Chúa giống như Gióp. Dù Chúa Ngài ban cho, rồi Chúa Ngài cất đi, thì ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đó là điều mà Gióp đã không phạm tội ở trong mồm miệng của ông khi ông đối diện với những cái trận chiến thuộc linh ở trong cuộc đời của ông. Rồi chúng ta cũng nói đến nhân vật thứ ba, đó là Joseph. Joseph là một người có hoàn cảnh khá ư là mà bi đát, bởi vì ông đã bị các anh ghen ghét và bị bán qua Ai Cập để làm nô lệ. Rồi đang khi ông làm nô lệ trong nhà của Phô-ti-pha thì ông cũng bị vu khống bởi vợ của chủ và bị bỏ vào trong tù ăn ức. Cuộc đời của Joseph là một cuộc đời đầy những thử thách về sự phản bội, đau khổ và bất công. Nhưng cảm ơn Chúa, Joseph đã luôn giữ đức tin ở trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Ông vẫn tin rằng những điều xảy ra trong cuộc đời của ông đều nằm ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì Joseph đã được nâng lên vị trí cao ở trong triều đình Ai Cập. Và sau đó ông đã tha thứ cho các anh em của mình và nói rằng là các anh em toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho sự đó làm điều lành. Sáng ký đoạn số 50 câu số 20. Cho nên cuộc đời của quý mài cho em càng gặp nhiều cái oan trái, càng nhiều cái sự đau khổ, bị người thân hoặc là gia đình ruồng bỏ hoặc là họ phản bội chúng ta, thì quý mài cho em ơi hãy vui mừng, bởi vì có thể quý vị sẽ là những Joseph của Chúa. Thật sự mà nói, khi mà tôi ngồi đây chia sẻ lời Chúa cho quý vị, có nhiều người được phước và được gây dựng đức tin qua những lời chia sẻ của tôi. Có thể quý vị không hiểu được những gì mà tôi đã từng trải qua trước đây. Khi một người được phước ở trong hiện tại, những người khác có thể cảm thấy cái phước hạnh của người đó, nhưng mà những người đó không thể nào có thể, những người mà chung quanh có thể không thể thấy được những cái đau khổ, những cái hoạn nạn, những khó khăn, thử luyện mà người kia đã trải qua để rồi sau này được phước với Chúa như thế nào. Cho nên quý vị càng đau khổ, càng bị nhiều nghịch cảnh xảy ra, thì tôi tin rằng là Đức Chúa Trời đã chọn lựa quý vị để trở thành nguồn phước cho gia đình của mình, cho người thân của chúng ta, cho cộng đồng, thậm chí là cho đất nước của chúng ta sau này nữa. Điều quan trọng đó chính là tấm lòng của chúng ta với Chúa. Đừng để cho cái sự cay đắng, thù hận, tổn thương nó làm chúng ta bị vấp phạm. Chúng ta thấy được Joseph, ông là một người rất là tuyệt vời. Ông vừa có thể yêu thương, tha thứ cho các anh của mình. Trong cái giây phút cuối cùng, đáng lẽ ra ông có quyền để mà chém đầu hoặc là bỏ vào tù các anh của mình, cho xứng với những gì mà các anh đã từng làm với mình trước đây. Nhưng mà Joseph đã không làm như vậy. Joseph cũng không lôi cái bà vợ của Phô-ti-pha ra để mà xử trảm hoặc là để hỏi tội. Bởi vì chính bà đó là cái kẻ khiến cho mình phải vào trong tù. Nhưng mà Joseph đã tha thứ và cứ im lặng, coi như là không có chuyện gì xảy ra hết. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên là người làm lớn việc, nhưng mà chúng ta hãy là người làm việc lớn cho Chúa. Bởi vì khi quý vị ở trong cái vị trí cao của Joseph rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng là những cái việc xảy ra trong quá khứ nó chỉ là cái chuyện vặt vãnh thôi, những cái chuyện rất là nhỏ thôi. Những cái lời mà các anh ngày xưa đã từng nói xấu, chỉ trích, chửi bới mình, mắng mỏ mình thậm tệ đó, thì những cái lời đó bây giờ nó chỉ là tiếng kêu của ếch nhái thôi, hoặc là tiếng kêu của dế thôi. Nó không còn là một cái gì đó mà mình nặng lòng nữa quý mài chứ. Tôi xin lỗi tôi phải nói như vậy, tại vì tôi đã được Chúa bày tỏ và thấy được rằng là
khi mà một người được Chúa ban phước rồi đó, thì người đó sẽ không hề để tâm đến những cái chuyện mà râu ria vặt vãnh ở trong quá khứ. Và đừng để cho cái nỗi thù ở trong lòng của chúng ta nó cản trở phước hạnh của Chúa. Quý mà trẻ mời, Chúa là tình yêu thương. Cho nên quý vị nếu muốn được phước, hãy sống trong sự yêu thương của Chúa. Và khi quý vị mở tấm lòng của mình ra với những người xung quanh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mở tấm lòng của Ngài ra đối với chúng ta. Và những ơn phước của Chúa nó sẽ khỏa lấp tất cả những cái sự đau khổ, những cái sự bất công, những oan trái mà chúng ta đã từng trải qua ở trong cuộc đời của mình trước đây. Và nhân vật thứ tư đó chính là vua David. Vua David là một người được Chúa Ngài chọn lựa, được sức dầu giữa các anh của mình. Dẫu David chỉ là một người con trai út ở trong gia đình, không được cha mình quan tâm, không được các anh của mình coi trọng, nhưng mà David có một tấm lòng thờ phượng Chúa. Ông là một người theo đuổi tấm lòng của Chúa. Và đang khi mà tiên tri Samuel đến nhà của Isai, tức là cha của David, để mà tìm David sức dầu cho David, thì David đã phải ở ngoài chăn chiên cho các anh của mình. Và gia đình của David dường như không coi trọng David khi mà có một tiên tri vĩ đại đến nhà của David để mà ăn tiệc, thì David lại phải ở ngoài đồng để mà chăn chiên như vậy. Chúng ta thấy rằng là David là một đứa con dường như là không được coi trọng ở trong gia đình. Nhưng mà lạ thay, Chúa Ngài lại biết David và Chúa chọn David. Chúa không chọn Eliab hoặc là Joab là anh cả của David. Bởi vì anh cả của David thì rất là to con, cao lớn, lực lượng đến nỗi mà tiên tri Samuel nhìn thấy cái người con trai đó cao lớn như vậy, thì ông đã nghĩ thầm rằng là chắc là Chúa chọn cái người này làm vua đây này. Tại vì vua là phải cao lớn, oai phong, lẫm liệt như vậy thì mới xứng đáng chứ. Nhưng mà Chúa nói rằng là đừng có nhìn xem cái bộ dạng bên ngoài của nó, bởi vì ta đã bỏ nó rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa nhìn thấy những gì mà loài người không nhìn thấy. Chúa đã nhìn thấy được trong lòng của David, đó là một người thật sự mà Chúa có thể tin cậy, một người mà Chúa có thể sử dụng cho công việc lớn của Ngài ở trên đất nước Israel sau này. Và quả thật Đức Chúa Trời này không hề nhầm lẫn, và Chúa đã chọn David để làm vua trên Israel. Và khi mà Chúa Ngài sức dầu cho David qua sự sức dầu của tiên tri Samuel như vậy, thì không phải cuộc đời của David ngay lập tức được phước liền đâu quý mà chị em. David đã thành công ở trong việc giết Goliath, nhưng mà sau đó thì bởi vì David được những người nữ nhảy múa chung quanh ca ngợi chiến công của ông, rằng là David thì giết Saul thì giết hàng ngàn, còn David thì giết hàng vạn, thì cái tiếng đó nó đã đến tai của vua Saul, và Saul đã ghen tị với David. Và chính vì cái sự ghen tị mà Saul đã truy đuổi David, tìm giết David trong suốt nhiều năm sau đó. Mà Saul lại chính là cha vợ của David nữa. Và cuộc đời của David dường như không bao giờ yên ổn, bởi vì có cái sự ghen ghét và cái sự ích kỷ ở trong Saul đã khiến cho David phải bị truy đuổi một cách khổ sở như vậy. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó quý mài cha, thì David đã học được nhiều bài học rất là quý giá mà Chúa Ngài đã tôi luyện cho ông. Ông đã nói thế này ở trong Thi Thiên đoạn 18 câu 34 rằng: Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cùng đồng. Chúa Ngài đã cho David thấy rằng là cái sự đau khổ, cái sự bất công, cái sự oan trái xảy ra trong chính cuộc đời của ông, đó là nhằm mục đích là để cho tập luyện tay của ông được đánh giặc. Chúa dùng cái điều đó để mà tập cho tay của ông đánh giặc, đến nỗi mà tay ông có thể dương nổi được cung đồng. Chúng ta biết rằng là thời của David đã từng có những kẻ khổng lồ như là Goliath và những anh em của Goliath, cầm những cái cây giáo bằng đồng rất là to và nặng, thậm chí là sử dụng những cái cung đồng rất là nặng mà người bình thường có thể không thể mà dương nổi được cái cung đó. Nhưng mà qua cái sự chiến trận, qua cái sự tập luyện đó mà David đã đạt được đến một cái level, một cái trình độ, đó là ông có thể sử dụng được cung đồng dành cho những người khổng lồ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng là sự khổ sở mà Chúa Ngài đem đến trong cuộc đời của chúng ta, nó nhằm đích là để cho chúng ta có thể chịu đựng được những áp lực, những cái thử thách mà người bình thường chúng ta không thể nào có thể chịu đựng nổi. Thi Thiên đoạn 18 câu 17 cho đến câu 19, ông đã nói thế này: Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân chúng nó xông vào tôi, như Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Cảm ơn Chúa. Rồi ông đã nói tiếp ở trong Thi Thiên đoạn 66 câu 11 cho đến câu 12 rằng: Chúa đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Cảm ơn Chúa. Vậy thì Chúa Ngài đã dùng những cái khó khăn, những hoàn nạn, những sự bắt bớ của vua Saul
để sau này David trở nên một người giàu có, một người thịnh vượng. Bởi vì một vị vua nếu mà chưa trải qua sự huấn luyện của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không thể nào có thể có được một cái chức vụ vững vàng và đầy ơn Chúa sau này. Và David đã phải học trong suốt mười mấy năm ở trong trường của Đức Thánh Linh để cho ông có thể trở nên một người mà Chúa có thể tin cậy, và dân sự của Chúa cũng có thể tin cậy và vững chắc vào trong ơn của Chúa trên đời sống và chức vụ của vua David như vậy. Đôi khi Chúa khiến cho người khác cởi trên đầu của chúng ta, giống như lời của vua David đã nói ở đây. Quý bà chị em có bao giờ đã từng bị những cái người trẻ tuổi hơn chúng ta họ coi thường hoặc là nhạo báng chúng ta chưa? Có bao giờ mà Chúa khiến cho một cái người mà họ nghèo khổ hơn chúng ta mà họ coi thường chúng ta chưa? Nếu có thì tôi chúc mừng quý bà chị em, bởi vì điều đó có thể đến từ nơi Chúa. Chúa ngày muốn tôi luyện chúng ta và Chúa cho phép điều đó xảy ra để chúng ta học trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình và bước đi ở trong sự nhờ cậy nơi Chúa. Rồi có những nhân vật như là vua Josaphat, ông cũng đã kinh nghiệm được cái trận chiến tâm linh khi mà có những thứ dân như là dân Moab, dân Ammon và những người Maonit cùng một lúc ba thứ dân này đã kéo ra để mà đánh giặc với vua Josaphat. Thì vua Josaphat đã đối diện với một đám quân đông đảo như vậy và ông đã khôn ngoan để chạy đến tìm kiếm Chúa. Ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn số 20 câu 20 cho đến 25 lời của Chúa chép thế này: buổi sớm mai chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Đương lúc chúng đi, Josaphat đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta, khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bàn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Seir đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Seir rồi thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến thấp canh ở đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo đó thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Josaphat và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Cái câu chuyện dài này cho chúng ta thấy được rằng là Josaphat đã không cậy vào trong cái khả năng cầm quân khiển tướng của mình. Ông đã không cậy vào trong cái số quân mà ông đang có, bởi vì cái số quân bên kia đông gấp 3 lần so với số quân ông đang có. Tức là ba dân tộc cùng nhau đánh Josaphat. Và Josaphat đã chạy đến tìm kiếm Chúa. Chúa đã cho ông có một cái lời tiên tri, đó là cái trận giặc này không phải đến từ nơi con người, nhưng mà nó thuộc về Chúa. Và Chúa sẽ chiến trận thay cho Josaphat. Và tạ ơn Chúa trong ngày đó, khi mà Josaphat làm theo sự hướng dẫn của Chúa, ông đã để cho những thầy tế lễ đi trước và ngợi khen Chúa. Đáng khi họ ngợi khen Chúa như vậy, thì Chúa Ngài đặt phục binh xông vào trong những thứ dân đó. Chúng ta thấy rằng là đây là phép lạ của Chúa xảy ra. Đáng khi mà người ta ngợi khen Chúa thì phép lạ của Chúa xảy ra, các dân đó họ trở lại đánh giết lẫn nhau. Đây là một cái điều mà mình không thể hình dung được. Nhưng mà có thể chúng ta nhìn thấy rằng là cái sự ngợi khen đó khiến cho kẻ thù của Josaphat bị lộn xộn và họ không còn có cái sự hiệp một với nhau được nữa. Do đó đây là một cái câu chuyện dạy dỗ trong thuộc linh cho mỗi người chúng ta. Tức là đáng khi chúng ta đối diện với những cái nan đề khủng hoảng nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta hãy chọn ngợi khen Chúa. Hãy mở nhạc thánh ca lên và hát ngợi khen Chúa trong những lúc mà đau thương, trong những lúc mà bị khủng hoảng tinh thần, trong những lúc đối diện với nợ nần, trong những lúc đối diện với đói kém, trong những lúc mà chúng ta đang bị sa sút tinh thần, hoặc là chúng ta đang bị áp lực quá căng thẳng. Chúng ta hãy tìm đến sự ngợi khen Chúa. Chính sự sức dầu trong sự ngợi khen Chúa sẽ vực dậy tinh thần của chúng ta và khiến cho những kẻ thù của chúng ta trong thuộc linh là ma quỷ, nó gây ra những cái áp lực đó, nó sẽ bỏ chạy ra khỏi đời sống của chúng ta. Và nhân vật cuối cùng đó chính là Phao-lô. Trong cuộc chiến mà ông đã đối diện trong suốt chức vụ của ông mà Chúa kêu gọi ông, thì ông đã gặp rất là nhiều cái sự khó khăn, thử thách. Có một lần nọ khi mà ông rao giảng lời Chúa ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn số 16, ông rao giảng lời Chúa và ông bị bỏ tù ở tại xứ Ma-xê-đô-a. Thì khi mà ông đã đuổi quỷ Phi-tôn ra khỏi một cái người đầy tớ gái, thì cái người chủ của đầy tớ gái đó thấy rằng là mình không còn thu lợi từ người đầy tớ gái đó nữa, và họ đã bắt bỏ tù Phao-lô và Si-la.
Và đang khi mà ở trong tù thì Phao-lô và Si-la thay vì rên rỉ than phiền làm bầm oán trách về số phận thì họ đã không như vậy. Họ đã, cái thánh nói rằng là lối nửa đêm Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xin tù phạm thảy đều tháo cả. Cảm ơn Chúa. Đang khi mà ở trong cái hoàn cảnh đau đớn như vậy, mình đang đi rao truyền lời của Chúa, mình phục vụ Chúa, mình đuổi quỷ, mình giải cứu, làm việc lành như vậy đó, mà bây giờ phải bị quan ức, bị quăng vào trong tù ngục. Người thì bị đánh bầm dập hết. Và đang lúc 12 giờ đêm như vậy, tức là nửa đêm đó, thì Phao-lô và Si-la đã trỗi dậy, họ cầu nguyện với Chúa, họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ không phải hát nhỏ đâu quý mà cha, nhưng mà họ hát lớn. Tất cả những tù phạm ở những phòng chung quanh cũng đều nghe hết. Và khi mà họ ngợi khen Chúa một cách mạnh mẽ và lớn tiếng như vậy, thì phép lạ của Chúa xảy ra, khiến cho tù ngục đều rúng động và các xiềng được mở ra hết. Cái câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là: khi nào là thời điểm nửa đêm của quý vị? Khi nào là thời điểm nửa đêm của mọi người chúng ta? Có thể khi đó là cái lúc mà cái trận chiến thuộc linh nó rất là căng thẳng, rất là áp lực. Và có thể chúng ta cảm thấy nó tối đen như mực. Chúng ta không nhìn thấy ánh sáng, không thấy hy vọng, không thấy được câu trả lời hoặc là một cái người nào đó có thể sẵn sàng giúp đỡ chúng ta ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà quý bà trẻ ơi, hãy trỗi dậy cầu nguyện. Hãy trỗi dậy để mà hát ngợi khen Chúa. Chính sự ngợi khen nó sẽ phá vỡ tất cả những sự trói buộc của kẻ thù trên đời sống của chúng ta. Cũng giống như câu chuyện của Josephat khi nãy, chúng ta thấy rằng là từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Nó có sự sức dầu để đem lại sự giải cứu, đem lại sự chữa lành, đem lại sự biến đổi hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên khi quý ông bà chị em chúng ta rơi vào trong cái trận chiến thuộc linh, chúng ta cảm thấy bị áp lực, bị đẩy đến cái chỗ bị phá sản, bị đẩy đến cái chỗ bị gãy đổ hôn nhân, đẩy đến cái chỗ đó là chúng ta bị mất việc, bị đẩy đến cái chỗ đó là chúng ta có thể không còn một đồng nào để chúng ta trang trải mọi chi phí trong gia đình, quý bà chị em ơi, hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy ngợi khen Chúa, hãy hát thánh ca, hãy nhảy múa ở trong đức tin để chúng ta nhận lãnh được sự trả lời của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Gia-cơ đoạn 4 câu 7 chép rằng là: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lên xa anh em. Đây là cái chìa khóa cho trận chiến thuộc linh của chúng ta. Chúng ta hãy đầu phục Chúa, hãy sống một đời sống vâng phục Chúa, vâng lời Ngài và đầu phục Ngài, thì lúc đó chúng ta mới có uy quyền để chúng ta chống trả ma quỷ. Và khi mà ma quỷ bị chống trả thì nó sẽ lánh xa khỏi đời sống của chúng ta. Và khi mà nó lánh xa khỏi đời sống của chúng ta thì đời sống của chúng ta sẽ được bình an, cuộc sống chúng ta sẽ được ổn định trở lại, trật tự trở lại. Tôi ra lệnh trong danh Đức Chúa Jesus Christ, những cái gì mà ma quỷ nó đã làm cho đời sống của quý mà chị em bị rối loạn trước đây, nó phải trả lại và sắp xếp lại tất cả một thứ tự đó một cách đúng thứ tự trong danh Đức Chúa Jesus. Ma quỷ nó sẽ không thể nào làm cho sức khỏe của quý mà chị em bị rối loạn được. Ma quỷ nó cũng không thể nào làm cho tài chánh của quý mà chị em bị rối loạn được. Ma quỷ nó cũng không thể nào làm cho hôn nhân, gia đình của quý mà chị em bị mất hạnh phúc được. Nó phải trả lại những gì mà Chúa đã ban cho đời sống của chúng ta ở trong những lĩnh vực đó. Nếu quý vị có đức tin, hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ chống trả với nó. Sau sứ điệp này, tôi sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ chiến đấu trong cuộc chiến này. Chúng ta không dùng thịt và huyết để mà chống cự với ma quỷ, nhưng mà chúng ta sẽ dùng đức tin, dùng những vũ khí thuộc linh mà Chúa ban chúng ta. Đó là sự cầu nguyện, đó chính là sự ngợi khen Chúa, đó chính là lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta tấn công vào trong những cái đồn lũy của ma quỷ, tấn công vào trong những cái kẻ gian ác mà nó đang hành động ở phía sau những nan đề của chúng ta. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đến phần cuối, đó chính là làm thế nào để chiến thắng cuộc chiến thuộc linh này đây. Đây là điều hết sức quan trọng. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn rõ ràng cụ thể qua lời của Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần phải được trang bị bằng những vũ khí thuộc linh. Những vũ khí thiêng liêng này nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng được cuộc chiến tâm linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 10 cho đến câu 18. Đây là những cái vũ khí thuộc linh mà Đức Chúa Trời Ngài dạy chúng ta ở trong lời của Ngài. Vậy hãy đứng vững, lấy lễ thật làm giấy nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thứ đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bình đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho thảy các thánh đồ. Ở đây tôi nhìn thấy được có
có 7 cái vũ khí thuộc linh mà Chúa Ngài liệt kê trong lời của Ngài qua thư tín Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã viết ra. Điều đầu tiên đó chính là nịch lưng của lẽ thật, hay là dây nịch của lẽ thật của Chúa. Đó là chúng ta cần phải sống theo lẽ thật và trung thành với lời của Chúa. Điều gì lời của Chúa có chép thì chúng ta hãy giữ lấy. Điều gì lời Chúa không nói đến thì chúng ta đừng tiếp nhận nó vào trong tâm trí của chúng ta. Ma quỷ đôi khi nó có những cái lẽ giả của nó. Nó lừa dối tâm trí của chúng ta bằng những lẽ giả của nó. Giống như nó đã từng lừa dối Adam và Eva trước đây. Khi mà nó lừa dối Adam và Eva rằng là hãy ăn cái trái cấm này, ăn đi không chết đâu, mà các ngươi sẽ được có sự khôn ngoan, mắt được mở ra, sẽ được có sự khôn ngoan, thông sáng giống như Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là lẽ giả quý mà chị em ơi. Chúng ta cần phải sống theo lẽ thật của Chúa. Hãy vâng lời Chúa. Nếu Chúa nói không với tội lỗi thì chúng ta hãy cũng nói không với tội lỗi. Ngày hôm nay có một cuộc chiến thuộc linh xảy ra rất ác liệt mà tôi nhìn thấy ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Đó chính là cuộc chiến của những người không ủng hộ đối với việc đồng tính luyến ái và phá thai. Đây là hai chủ đề rất là hot và nhạy cảm ở tại Hoa Kỳ cho đến hiện tại. Tại vì ở tại Hoa Kỳ là đất nước tự do và họ có quyền để tự do để đưa ra một cái vấn đề nào đó, có thể ủng hộ hoặc là không ủng hộ một vấn đề nào đó, không ai có thể ép buộc được họ. Và ngày hôm nay cái giới đồng tính ở tại Hoa Kỳ cũng khá là nhiều, và những người ủng hộ cho việc nào phá thai cũng khá là nhiều. Do đó là những người Cơ Đốc nhân tin kính Chúa, sống theo lời của Chúa, đối với vậy chúng ta sẽ gặp áp lực và đối diện với những cái thế lực ủng hộ cho những tội lỗi, những sự sai quay đó. Dĩ nhiên đối với tôi không có kỳ thị đối với là những người đồng tính luyến ái. Tôi yêu thương họ bởi vì họ là những tội nhân cần được sự thương xót của Chúa. Tôi không lên án cái việc phá thai và ghét bỏ những người phá thai. Nhưng mà tôi biết rằng tội lỗi và tội nhân là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta cần phải có sự rạch ròi trong việc này. Không bao giờ chúng ta ủng hộ cho việc nào phá thai hết. Nhưng mà đối với những người vì một lý do nào đó, họ quá khổ tâm cho nên họ phải bắt buộc phải phá thai, thì chúng ta thương yêu những người đó, bởi vì đó là điều xảy ra không mong muốn. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải chống nghịch lại với những tội lỗi đó, bởi vì nếu chúng ta cứ nhân nhượng cho những tội lỗi đó, chắc chắn nó sẽ tiếp tục tấn công trên xã hội và cũng như trên đất nước Mỹ này. Và chúng ta biết rằng là một dân tộc nào mà có đồng tính luyến ái lan tràn thì dân tộc đó sẽ đứng trước một cái nguy cơ của sự hủy diệt, giống như dân Sodom và Gomorrah trước đây, khi mà cả hai dân thành đó đã sống một cách bê tha, bê bối, đồng tính luyến ái đầy cả cái khu vực đó, thì Đức Chúa Trời Ngài đã quyết định hủy diệt cả hai dân thành đó. Cho nên nếu mà ở các nước phương Tây này mà chúng ta nhìn thấy giới đồng tính luyến ái quá nhiều và lan tràn, thì chúng ta hãy cảm thấy run sợ, bởi vì có thể điều đó nó sẽ không đẹp lòng Chúa và có thể nó sẽ chọc giận Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có nịch lưng của lẽ thật với mài trang. Lẽ thật của Chúa nói gì cho những điều này? Chúng ta cần phải công bố lời của Chúa đối với những điều đó. Rồi giáp của sự công chính, đó là chúng ta hãy hành động theo sự công chính của Chúa, sống đời sống thánh khiết. Giày dép của sự sẵn sàng của tin lành bình an, đó là chúng ta hãy luôn sẵn sàng để rao truyền sứ điệp bình an của Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta có sự sẵn sàng thì chúng ta sẽ có thể đi khắp mọi nơi, được Chúa Ngài dùng ở mọi lĩnh vực để chúng ta có thể rao truyền lời của Chúa mà chúng ta không phải sợ hãi bất cứ điều gì hết. Thuẫn của đức tin, đức tin sẽ giúp cho bạn chống lại những mưu kế và cám dỗ của ma quỷ. Đây cũng là một trong những khí giới rất là quan trọng để chúng ta chống cự lại với những mưu kế và cám dỗ của Satan. Mà áo trù của sự cứu rỗi là ý thức về sự cứu rỗi giúp bảo vệ tâm trí chúng ta khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là một trong những cái khí giới rất là quan trọng để cho nhiều con cái Chúa chúng ta được bảo vệ khỏi tất cả những căng thẳng, những áp lực. Tôi nhìn thấy có những người, ngay cả con cái Chúa cũng vậy, đôi khi cái sự áp lực nó tấn công vào trong tâm trí của nhiều người, khiến cho bị trầm cảm, hoặc là những người sau khi sinh con họ bị trầm cảm sau khi sinh, vân 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 vân. Thì những cái sự trầm cảm đó sẽ được giải quyết nếu chúng ta có mão trù của sự cứu rỗi, là lúc nào tâm trí của chúng ta cũng được bảo vệ bằng lời của Chúa. Những căng thẳng, những sự tấn công bắn phá của Satan nó sẽ không thể làm chúng ta trở nên bị mất sự vững vàng ở trong tâm trí, mất sự ổn định về mặt tâm lý, hoặc là quá là sợ hãi ở trong cái lý trí của chúng ta. Bởi vì một người khi ý thức được rằng là tôi là người được cứu rỗi,
trong ơn của Chúa, thì người đó sẽ không hề sợ bất cứ một hoàn cảnh nào xảy ra xung quanh, bởi vì người đó biết rằng có Chúa sẽ là đấng giúp đỡ và yểm trợ họ ở trong mọi sự khó khăn thử thách. Thứ sáu, gươm của Đức Thánh Linh. Đây chính là việc sử dụng lời Chúa ở trong Kinh Thánh để đối mặt với mọi sự cám dỗ và thử thách giống như Chúa Giêsu. Đây là vũ khí duy nhất ở trong tất cả những cái vũ khí thuộc linh này để chúng ta có thể tấn công vào trong những cái sự gian dối, những cái cám dỗ của Satan. Những cái khí giới khác chỉ là những cái khí giới để chúng ta được sự bảo vệ, nhưng mà riêng về gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, thì đây là cái vũ khí để chúng ta tấn công vào trong thế lực của ma quỷ một cách trực tiếp. Có thể chúng ta sẽ dùng lời của Chúa để nói với hoàn cảnh của mình, và chúng ta hãy nói trong đức tin, trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi được Chúa chữa lành, bởi vì lời của Chúa Ngài chép rằng là bởi lần đòn của Chúa Giêsu đã chịu mà tôi được Chúa chữa lành. Hoặc là chúng ta sẽ nói với cái năng đề tài chánh của chúng ta rằng là tôi là người được phước, được giàu có. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8-9 chép rằng là tôi biết ơn Chúa Giêsu Christ bởi vì Ngài vốn giàu mà Ngài đã tự làm đến nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà tôi được trở nên giàu có. Hãy nói như vậy ở trong những năng đề của chúng ta, quý mạng chèm. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời của chúng ta sẽ dần dần được cải thiện và được phước ở trong ơn của Ngài. Vũ khí cuối cùng đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh để giúp cho chúng ta được kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời và nhận được sự hướng dẫn của Chúa ở trong tâm linh của chúng ta. Quả thật trong nhiều cuộc chiến chúng ta không thấy đường đi, không thấy được cái bước nào chúng ta phải chọn để chúng ta có thể tấn tới. Nhưng mà trong sự cầu nguyện thì Chúa sẽ ban ơn và Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta. Chúa sẽ mặc khải để chúng ta có thể thấy được ánh sáng, thấy được khải tượng, thấy được phương hướng để chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng cho những cái nan đề của chúng ta. Do đó những khí giới thuộc linh này rất là quan trọng. Thứ nhất đó là lương của lẽ thật. Thứ hai, giáp của sự công chính. Thứ ba, giày dép của tin lành bình an. Thứ tư đó là thuận của đức tin. Thứ năm, mão trụ của sự cứu rỗi. Thứ sáu, gươm của Đức Thánh Linh. Và thứ bảy đó là sự cầu nguyện. Rồi điều thứ hai để chúng ta chiến thắng cuộc chiến thuộc linh này, đó là chúng ta cần phải sống dựa trên lời của Chúa. Như tôi đã nói khi nãy, tôi không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì thời gian có hạn. Chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu Ngài đã chiến thắng những sự cám dỗ ở trong đời sống của Ngài qua việc công bố lời của Chúa, cho nên chúng ta cần có lời của Chúa là gươm của Đức Thánh Linh để chúng ta chiến thắng được ở trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. Thứ ba đó là tin cậy và bước đi theo Đức Thánh Linh. Galati đoạn số 5 câu 16 cho đến câu 17 khuyên chúng ta rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trò những điều ưa muốn của xác thịt. Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh để giúp đỡ chúng ta vượt qua những sự cám dỗ và những cái tội lỗi đến từ bản năng của con người chúng ta. Khi chúng ta để cho Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta, Ngài sẽ giúp cho chúng ta chống lại những xu hướng tội lỗi và giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Do đó quý mài trẻ ơi, những ai chúng ta có ơn tới Thánh Linh của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện trong Thánh Linh tức là chúng ta sẽ cầu nguyện theo những gì mà Đức Thánh Linh bày tỏ ở trong tâm linh của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ cầu nguyện trong tiếng lạ, hoặc là chúng ta sẽ cầu nguyện công bố ra những gì mà Chúa mặc khải ở trong tâm linh của chúng ta. Hãy công bố những gì mà Chúa cho chúng ta thấy được ở trong tâm linh của mình. Cách đây hơn 10 năm về trước, khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, tôi đã nhìn thấy hình ảnh tôi và gia đình của tôi được Chúa đem vào Mỹ. Và cuộc sống của tôi được Chúa Ngài bày tỏ cho chúng tôi cách đây hơn 10 năm về trước. Cho nên trong suốt 10 năm mà chúng tôi phục vụ Chúa tại Việt Nam, thì bởi vì cái sự bày tỏ đó của Chúa, tôi tin chắc rằng là sẽ có một ngày tôi được phước. Và cho dù là khó khăn thiếu thốn như thế nào chăng nữa thì tôi vẫn vững lòng và tôi công bố rằng trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi là người chiến thắng, tôi là người được phước, tôi là người được thịnh vượng. Và tôi bắt đầu tôi chúc phước cho bản thân tôi công bố lời của Chúa. Và Thánh Linh của Chúa đã giúp đỡ cho bản thân tôi được vượt qua được những sự thử thách và những cái sự áp lực ở trong cái chức vụ của tôi. Và cảm ơn Chúa, hiện tại thì tôi đã thấy những gì mà 10 năm về trước tôi đã nhìn thấy trong khi tôi cầu nguyện, nó đã xảy ra. Và hiện tại thì tôi vẫn đang tiếp tục nhìn thấy được tương lai mà Chúa sẽ bày tỏ với tôi trong 10 năm sau này nữa. Dĩ nhiên điều đó là điều Chúa bày tỏ với mỗi cá nhân chúng ta. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Chắc chắn Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy được tương lai của mình như thế nào. Và nếu quý vị thấy được tương lai của quý vị ở trong sự cầu nguyện, thì đó là lúc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta bám chặt lấy Chúa và có một đời sống tin cậy nơi Ngài. Cho dù hoàn cảnh xảy ra như thế nào chăng nữa, thì hãy tin rằng là Đức Chúa Trời Ngài thành tín, không bao giờ Ngài lìa bỏ chúng ta, không bao giờ Ngài để chúng ta phải chịu thiệt thòi ở trong ơn của Chúa sau này đâu. Rồi điều thứ tư đó là chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng.
Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 5 câu 17 chép rằng là hãy cầu nguyện không thôi, cầu nguyện không thôi, chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện chính là chìa khóa để giữ mối liên hệ của chúng ta với Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Điều thứ năm, hãy ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện mà sứ đồ Phaolô và Sila đã cầu nguyện trong tù đã nhắc nhở cho mọi người chúng ta về điều này. Đó là lối nửa đêm Phaolô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thì linh có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Công vụ đoạn 16 câu 25 cho đến 26. Quý mà chị em ơi, hãy hát ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi đi đường chúng ta cũng hãy hát ngợi khen Chúa. Khi đi làm việc chúng ta cũng hãy để cho tâm hồn của chúng ta vui mừng ở trong những giai điệu của thiên đàng. Khi chúng ta hát, có thể chúng ta hát thầm ở trong lòng chúng ta thôi, nhưng mà linh hồn của chúng ta vẫn hướng về Chúa. Khi chúng ta làm việc nhà hoặc là chúng ta đi làm ở trong công sở, bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, chúng ta đều có thể hướng lòng và ngợi khen Chúa. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó. Thi Thiên đoạn 149 câu 6 cho đến câu số 8. Như vậy thì sự ngợi khen Chúa là điều mà chúng ta không nên bỏ qua trong đời sống thuộc linh của chúng ta trong trận chiến này. Thứ 6, giữ vững đức tin trong thử thách. Gia-cơ đoạn 1 câu 12 chép rằng phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã được chấp nhận, họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những ai yêu mến Ngài. Trong cuộc chiến thuộc linh thì sự thử thách và cám dỗ là những điều không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhịn nhục, chúng ta chịu đựng sau những thử thách đó, thì chúng ta sẽ nhận được sự ban thưởng của Chúa. Đức tin chính là chìa khóa giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách và đứng vững trước mọi sự tấn công từ thế lực tà ác của ma quỷ. Thứ bảy, hãy sống trong sự khiêm nhường và vâng phục. Gia-cơ đoạn 4:7 dạy rằng hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa khỏi anh em. Đây là điều rất là quan trọng quý mà cha. Trước khi chúng ta đuổi quỷ, chúng ta cần phải duy trì một đời sống vâng phục, làm theo đúng lời của Chúa. Đừng sống bê bối, đừng sống cẩu thả, đừng sống bất chấp, ngược lại với lời của Chúa. Rồi mình có thể mình tự hào rằng là tôi có uy quyền trên ma quỷ. Quý mà cha ơi, đừng như vậy. Nhưng mà trước khi chúng ta giải quyết ở trong thế giới tà linh của ma quỷ, chúng ta cần phải quỳ gối cầu nguyện, tra xét tấm lòng của chúng ta. Nếu có tội lỗi nào mà Chúa chỉ chúng ta thấy, chúng ta cần phải ăn năn và xưng nhận tội lỗi của chúng ta ra trước mặt Chúa. Sau khi mà Chúa tha thứ cho chúng ta tội lỗi đó, chúng ta sẽ được Chúa phục hồi ý quyền của chúng ta ở trên thế giới tà linh của ma quỷ. Thì lúc đó chúng ta mới có thể chống trả lại với ma quỷ và chúng ta mới có thể thấy được ma quỷ bỏ chạy khỏi chúng ta. Đây là một trong những nguyên tắc rất là quan trọng quý mời cha. Chúng ta, mỗi người đều có thể đuổi quỷ được. Bất kể chúng ta lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, bất kể chúng ta nhóm ở trong hệ phái Tin Lành nào, bất kể chúng ta sống ở quốc gia nào, chúng ta đều có thể đuổi quỷ với uy quyền trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta cần phải thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy sống trong sự khiêm nhường, sống trong sự yêu mến Chúa, vâng phục Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy được nan đề trong đời sống của chúng ta sẽ được giải quyết ở trong ơn của Chúa trong thời điểm của Ngài. Điều thứ 8, đó là chúng ta phải tha thứ và sống trong tình yêu thương. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14 cho đến 15 nói rằng là nếu chúng ta tha thứ cho người khác thì Đức Chúa Trời là cha chúng ta cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. Đây là một cái cuộc chiến ở trong trong tâm linh về sự thù hận và oán giận. Nếu chúng ta thấy mình đang bị mắc kẹt ở trong cuộc chiến này thì chúng ta hãy ăn năn và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sống ở trong tình yêu thương và trong sự tha thứ của Chúa. Bởi vì một trong những cái hậu quả của sự cay đắng, tổn thương, không tha thứ mà tôi thấy ngày hôm nay thế giới đang mắc phải, đó là bệnh ung thư nó hành động và nó hành quyền ở trên những người có cái sự bất mãn, có sự cay đắng, tổn thương. Và những người bị ung thư cần phải tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình trước đây, thì họ mới có thể nhận lãnh được sự chữa lành một cách đặc biệt từ nơi Chúa. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta khỏi tất cả những cái sự ô uế, những sự cay đắng, những cái sự bất mãn, những sự tổn thương nào đó trong quá khứ, để chúng ta nhận được ơn thương xót của Chúa trong đời sống của mình. Roma đoạn 12 câu 21 chép rằng đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Sự yêu thương là điều thiện, sự tha thứ là điều thiện. Đừng để cho sự ác, tức là những cái sự bực bội, những cái sự cay đắng, tổn thương, bất mãn, những sự hung dữ nó chiếm hữu tấm lòng của chúng ta, để rồi chúng ta không còn có những cái điều thiện lành, yêu thương của Chúa nữa quý mà chị em.
Điều thứ 9, để chúng ta chiến thắng được trận chiến thuộc linh, đó là chúng ta cần phải giữ sự nhóm lại. Giữ sự nhóm lại một cách trung tín với những tín hữu trong hội thánh. Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo lẫn nhau. Chúng ta được gọi là chiên của Chúa, và chiên của Chúa thì cần có một cái bầy hoặc là một cộng đồng của những người thuộc về Chúa. Và tại trong cái cộng đồng đó, trong bầy đó, chúng ta sẽ được Chúa Ngài bảo vệ qua sự chăm sóc, qua sự cầu nguyện, qua sự khích lệ, khuyên bảo của những người mục sư, những tôi tới Chúa, những tín hữu trong hội thánh sẽ bảo vệ chúng ta khỏi tất cả những sự tấn công của ma quỷ. Cho nên quý vị ơi, dù bận rộn thế nào chăng nữa, chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày Chủ nhật, hãy sắp xếp một cái thời khóa biểu hợp lý nhất để chúng ta dù bận rộn đến mấy, chúng ta vẫn có thể đi nhóm lại thờ phượng Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Và tốt nhất đó là chúng ta hãy đi cùng với gia đình của chúng ta. Còn nếu gia đình của chúng ta vẫn chưa tin Chúa thì chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm Chúa. Dù bản thân của chúng ta chỉ là người duy nhất tin Chúa trong gia đình thì chúng ta hãy chấp nhận trả giá để theo Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng được những cái trận chiến thuộc linh ở ngay trong chính gia đình của mình, ở trong đời sống cá nhân của chúng ta. Và điều thứ 10, đó là chúng ta hãy từ bỏ những ham muốn của xác thịt. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11 khuyên như thế này: anh em thân mến, tôi khuyên anh em như kẻ kiều dân và bộ hành, hãy kiêng những dục vọng xác thịt là điều chống trả với linh hồn. Đây là lời của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông đã khuyên bảo những tín hữu mà ông đang viết thơ ở đây, đó là hãy kiêng bỏ những dục vọng của xác thịt là những điều chống trả với linh hồn. Có những cái tội lỗi, những đam mê rượu chè, cờ bạc, gái gú, những cái điều vui thú ở trong thế gian này, những điều đó nó sẽ đem lại cái sự vui sướng tạm thời trong xác thịt của chúng ta, nhưng mà nó sẽ gây ra cái sự tổn hại cho linh hồn của chúng ta sau này. Cho nên quý mài trẻ mơi là con cái Chúa, chúng ta hãy kiêng bỏ những điều đó, hãy nói không với tội lỗi, nhưng hãy nói yes với Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, thấy đời sống của chúng ta càng ngày càng được phước, sức khỏe chúng ta được phước, tài chánh của chúng ta được thịnh vượng, công ăn việc làm của chúng ta được tấn tới, và gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta cũng được vững chắc ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta dung túng cho tội lỗi, để cho tội lỗi nó kiểm soát đời sống cá nhân, hôn nhân gia đình của chúng ta, rồi những cái mối quan hệ khác của chúng ta, nó sẽ không bao giờ đem phước hạnh đến cho chúng ta đâu quý mài chị em. Do đó, để chúng ta chiến thắng trong trận chiến thuộc linh, chúng ta cần phải nói không và từ bỏ những ham muốn xác thịt, nghịch lại với lời của Chúa. Và điều cuối cùng đó là luôn nhớ rằng cuộc chiến thuộc linh này đã được Chúa Giê-xu Ngài chiến thắng rồi. Cô-lô-se đoạn 2 câu 15 chép rằng là Chúa Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, và Ngài dùng thập tự giá để chiến thắng chúng nó, nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Như vậy thì hơn 2.000 năm về trước, Chúa Giê-xu Ngài đã chiến thắng được ma quỷ và những thế lực gian ác của Sa-tan. Bây giờ chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần phải ở trong Chúa và tiếp nhận lấy sự đắc thắng đó mà Chúa đã có ở trong tay của Ngài. Hãy nói với Chúa Giê-xu rằng là Chúa ơi, Ngài đã chiến thắng, và hôm nay con ở trong Ngài, con cũng được chiến thắng trận chiến này. Con đã chiến thắng được ở trong bệnh tật, con đã chiến thắng được những năng đề của con, chiến thắng được những cái sự khó khăn tài chánh của con, con chiến thắng được những cái xung đột ở trong hôn nhân của con chiến thắng được ở trên những đứa con ngỗ nghịch của con chiến thắng được ở trên các mối quan hệ đang gặp trục trặc ở trong cuộc đời của con. Hãy công bố sự chiến thắng của Chúa ở trên công ăn việc làm của quý vị. Hãy công bố sự chiến thắng của Chúa Giê-xu Christ ở trên tương lai của chúng ta nè quý vị. Hãy để Chúa Giê-xu Ngài dẫn dắt tương lai của chúng ta ở trong ơn thương xót của Chúa. Nhờ vào sự chiến thắng của Chúa Giê-xu mà chúng ta có quyền năng để đứng vững và tiếp tục đắc thắng ở trong mọi cuộc chiến thuộc linh sau này. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì qua bài học này, chúng ta thấy rằng là sự chiến thắng thuộc linh là một điều đòi hỏi sự trang bị bằng đức tin nơi lời của Chúa, sống theo lời của Chúa và kiên trì cầu nguyện, ngợi khen Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy tiếp tục nương dựa vào trong sức mạnh của Đức Chúa Trời và bước đi theo Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta có thể chiến thắng ở trong mọi hoàn cảnh, giữ vững đức tin, sống một cuộc sống thánh khiết và tôn vinh Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi mà nói về cuộc chiến thuộc linh này thì tôi cảm nhận cái bầu không khí thuộc linh ở chung quanh tôi cũng đang rất là tối tăm, bởi vì có những người họ đang chuẩn bị cho tiệc Halloween, lễ Halloween rất là lớn ở tại Hoa Kỳ vào thứ năm ngày 31 tháng 10 này. Đối với người Việt Nam thì có lễ cúng cô hồn, nhưng mà tôi thấy bên Mỹ này cũng có cái lễ gọi là lễ Halloween. Và trong cái lễ Halloween này, người ta bắt đầu tôn vinh Satan, tôn vinh những cái
hình ảnh của ma quỷ và sự chết. Và có những người con cái Chúa, họ cũng là những người dân bản xứ ở đây, họ vẫn giữ điều đó như là một cái văn hóa, một cái truyền thống tập tục của họ. Dĩ nhiên chúng ta không kỳ thị họ, chúng ta cũng không nói xấu họ, bởi vì văn hóa của họ khác với văn hóa của chúng ta. Nhưng mà điều mà tôi đang nói ở đây theo khía cạnh của lời Chúa, đó là những gì thuộc về ma quỷ thì chúng ta nói không với nó. Riêng bản thân tôi và gia đình của tôi thì chúng tôi không bao giờ mua những hình ảnh của ma quỷ, quỷ quái vào trong gia đình của mình. Bởi vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi là con cái của sự sáng, chúng tôi sẽ không bao giờ dung túng hoặc là cho phép con cái của sự tối tăm, những hình ảnh của ma quỷ nó vào trong gia đình của chúng tôi, ảnh hưởng đến tâm linh của chúng tôi. Cho nên mỗi người con cái Chúa, chúng ta hãy luôn đứng vững ở trong cuộc chiến tâm linh này. Có thể môi trường xung quanh của chúng ta họ đang ca ngợi cái ác, đang tôn vinh ma quỷ, tôn vinh Satan, họ đang thờ lạy Satan theo cách của họ. Nhưng mà chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta hãy vững tin và tiếp tục công bố lời của Chúa, hãy tiếp tục chiến đấu ở trong cuộc chiến này. Có thể quý vị đang gặp phải cuộc chiến về cơm áo gạo tiền, đang phải vật lộn vất vả mưu sinh ở trong cuộc sống. Quý vị ơi, hãy cầu nguyện nhờ sức giúp đỡ của Chúa. Không gì bằng sự giúp đỡ của Ngài trên cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta nhờ cậy Chúa hết lòng, chắc chắn Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta. Chúa sẽ ban ơn chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng được những nỗi thất vọng, những cái áp lực, những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống mưu sinh. Nào bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta cùng cầu nguyện với tôi trong thời gian này. Nếu quý vị đang gặp phải những nan đề ở trong tâm linh, quý vị mất ngủ, quý vị lo lắng sợ hãi ở trong tâm linh của mình, luôn bị một cái thế lực tà linh nào đó nó đe dọa áp bức quý vị, khiến cho quý vị không thể ngủ được, quý vị hãy cùng với tôi cầu nguyện trong thời gian này. Hãy đuổi nó đi quý vị ơi, hãy đuổi nó đi, đừng im lặng, đừng giống như là cái con nai hiền lành cứ đứng ở đó để cho kẻ thù của chúng ta tới đớp chúng ta một cách dễ dàng. Nhưng mà hãy trỗi dậy trong lời của Chúa giờ phút này để chúng ta chống cự nghịch lại với nó. Chắc chắn nó sẽ rời xa của quý vị khi quý vị bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa qua sự công bố lời của Chúa. Nào quý vị, hãy cùng với tôi cầu nguyện thế này. Nếu chúng ta đang cần có sự giúp đỡ từ nơi Chúa ở trong cuộc chiến mà chúng ta đối diện giờ phút này. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, giờ phút này con cầu xin Chúa thương xót con. Xin Chúa giúp đỡ cho con được chiến thắng ở trong cuộc chiến thuộc linh này. Nó đang xảy ra ở trong tâm trí của con, khiến cho con cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi mỗi khi đêm về. Ma quỷ khiến cho con không thể ngủ được và con bị mất ngủ vì cớ lo lắng và sợ hãi. Chúa Giêsu ơi, xin Ngài thương xót con và tha thứ tội lỗi cho con vì cớ con đã không tin cậy Chúa trước đây. Giờ phút này con hết lòng tin cậy Chúa và trở lại với Ngài. Xin Chúa Ngài giúp cho con chiến thắng được ở trong cuộc chiến này, để tâm linh con được giải thoát. Những sự mất ngủ nó phải rời xa khỏi con, những nỗi lo lắng và thất vọng cũng phải rời xa khỏi con nữa. Trong danh Đức Chúa Giêsu, những sự mất ngủ, sợ hãi, lo lắng phải rời xa khỏi ta. Hỡi Satan phải ngay đây. Trong danh Đức Chúa Giêsu, mày đã bị thất bại, mày phải rời xa khỏi đời sống của ta, rời xa khỏi sức khỏe của ta, rời xa khỏi gia đình của ta, rời xa khỏi hôn nhân của ta, rời xa khỏi công ăn việc làm của ta, rời xa khỏi tài chánh của ta, rời xa khỏi tương lai và sự nghiệp của ta, phải rời xa khỏi các con cái của ta nữa trong danh Chúa Giêsu Christ. Con xin dâng cho Chúa mọi điều thuộc về con trong tay của Ngài. Sức khỏe của con, gia đình của con, công ăn việc làm của con cái của con, mọi điều con có đều nằm ở trong bàn tay của Chúa. Xin Chúa ban phước cho con từ hôm nay, chữa lành cho con, giải phóng con khỏi tất cả mọi điều sợ hãi và bẫy gãy tất cả những sự rủa xả về sự khó khăn, túng thiếu, tài chánh ở trên công ăn việc làm của con. Con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, bây giờ quý vị hãy yên lặng với tôi, hãy đặt tay lên màn hình. Nếu quý vị có đức tin, hãy nhận lãnh sự sức dầu của Chúa đến ở trên đời sống của chúng ta. Bởi vì có thể quý vị cầu nguyện chiến đấu trong nhiều ngày qua vẫn thấy không hiệu quả, thì hôm nay Chúa có thể dùng tôi để giúp sức cho quý vị trong cuộc chiến này. Có thể quý vị đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản đối với những nan đề
những hoàn cảnh mà mình dường như đã cầu nguyện với Chúa lâu ngày mà mình vẫn chưa nhận được câu trả lời của Chúa. Bây giờ Chúa dùng tôi để đem đến sự hỗ trợ, đem đến sức mạnh, mang đến ân điển của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta. Hãy đặt tay lên màn hình và hãy nhận lãnh ở trong đức tin giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu Christ giờ phút này, con cầu nguyện khai phóng sự sức giàu của Chúa, ân điển của Chúa trên đời sống của quý bà cho em con giờ phút này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ nhận được câu trả lời từ nơi Chúa trên sức khỏe của họ, trên thân thể của họ, ở trên công an việc làm của họ, ở trên hôn nhân gia đình của họ. Họ sẽ được phước ở trong tài chánh của họ, Chúa ơi. Mọi sự gãy đổ, tổn thương, những sự thất vọng, những sự chán nản, những sự đau khổ ở trong tâm trí của họ, những sự dằn vặt khiến cho họ không thể ngủ được một buổi tối, trong danh Chúa Giêsu Christ phải rời xa khỏi đời sống họ giờ phút này. Nó phải đi ra khỏi đời sống họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Những cái quyền lực tối tăm của Satan gây ra những sự tối tăm, gây ra những sự mất phương hướng, sợ hãi, bất an, lo buồn ở trong đời sống của dân sự của Chúa giờ phút này, nó phải rời xa khỏi dân sự của Chúa giờ phút này trong danh Chúa Giêsu Christ. Mà phải đi ra khỏi dân sự của Chúa, đi ra khỏi tâm trí của họ, đi ra khỏi gia đình của họ, đi ra khỏi ngôi nhà của họ đang ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn bày gãy tất cả những cái quyền lực của ma quỷ, những xiềng xích của chúng nó phải rớt ra khỏi đời sống của quý bà chị em con. Ngay giây phút này, họ được giải phóng, được giải thoát, được chữa lành, được tự do, được phục hồi, được sống lại, được làm cho mới lại trong danh Chúa Giêsu Christ. Mọi điều gì đã bị gãy đổ, bị thất vọng, đã bị phá sản trước đây, được lấy lại hết hết thảy trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ được lấy lại những gì đã bị mất bởi vì ma quỷ gây ra những sự cướp giết quỷ diệt. Nhưng mà Chúa Giêsu bây giờ Ngài đang đến trên đời sống của họ. Ngài đem đến sự sống, đem đến sự sống dữ dật và sung mãn ở trong ơn của Ngài trên đời sống của họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ được phước ở trong danh Chúa Giêsu Christ giờ phút này. Còn cảm ơn Chúa, còn dân sự của Chúa trong bàn tay của Cha, nguyện Chúa ban ơn, thương xót, chữa lành, phục hồi và ban phước cho họ từ ngày hôm nay. Còn tạ ơn Chúa, còn hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như tôi đã nói khi ban đầu đó, thì vợ chồng của chúng tôi có 3 bộ áo vest và một số phần quà dành cho 3 vị mục sư đầu tiên nhắn tin cho tôi và nói rằng là quý vị đang cần có bộ áo vest để mà phục vụ Chúa. Và nếu quý vị biết mục sư của mình chưa có áo vest thì quý vị cũng hãy nhắn tin cho tôi biết tên, địa chỉ cũng như tên hội thánh của mục sư của chúng ta đang phục vụ Chúa là ở đâu, và cho tôi biết cái số điện thoại để tôi có thể liên hệ trực tiếp với người mục sư đó để xác nhận và biết được cái chiều cao, cân nặng và size áo của người mục sư đó, và chúng tôi sẽ ship về tận nơi chỗ mà mục sư đó đang ở bộ quần áo mà vợ chồng chúng tôi gửi tặng cho họ. Trong khả năng giới hạn của chúng tôi thì chúng tôi chỉ có 3 bộ quần áo vest mà thôi và một số ít quà. Xin Chúa ban phước cho tất cả các quý con cái Chúa cũng như quý mục sư một tuần lễ mới đầy ơn Chúa. Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đứng cùng phía với chúng ta. Chúng ta là những người chiến thắng. Nhờ ơn của Chúa chúng ta sẽ chiến thắng được những áp lực, những căng thẳng. Và đừng quên cầu nguyện cho chính mình tôi để tôi có sức khỏe tốt và cũng như có năng lực từ nơi Chúa để có thể chuyên tâm chia sẻ lời của Chúa mỗi tuần lễ ở trên mạng Internet như thế này, mỗi tuần lễ một cái trung tín. Cảm ơn quý vị. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị và hãy luôn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau ở trong những ngày cuối cùng này. Dạ, xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.